Mbappe, Vinicius, Bellingham hãy cẩn thận. Jamal Musiala đang trên đường giành lấy quả bóng vàng trong tương lai. Ba kiến tạo, một bàn thắng, công việc được vinh danh cho giải thưởng vua phá lưới Euro 2024. Mercosur Arena Stadium đêm qua đúng nghĩa là sân khấu để Jamal Musiala phô diễn tài năng tuyệt vời của mình. Chính những đóng góp quan trọng trên của cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich đã giúp cỗ xe tăng Đức hủy diệt hoàn toàn đối thủ Hungary ngay trên sân nhà với 5 bàn không gỡ. Musiala đang trải qua những tháng ngày rực rỡ bậc nhất sự nghiệp từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Và nói không ngoa, ngôi sao sinh năm 2003 hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của quả bóng vàng tương lai nếu tiếp tục đà phát triển như hiện tại. Việc không lọt vào top 30 đề cử Ballon d'Or năm nay có lẽ sẽ là sự bất công lớn với Musiala. Song, đây chỉ là bước khởi đầu để một tên tuổi lớn bước ra ánh sáng. Được ra sân từ đầu trong đội hình xuất phát trước đối thủ quen mặt Hungary, Jamal Musiala nhận nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tiền đạo này nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp của bản thân bên cạnh người bạn Florian Wirtz. Đôi cánh thiên thần đã khiến hàng thủ đối khách chao đảo. Vẫn là những pha đi bóng tốc độ cao từ biên bó vào trung lộ và những đường truyền mang tính sát thương. Tiền đạo 21 tuổi đang chơi cho Bayern Munich đã khiến cho các học trò huấn luyện viên Marco Rossi mệt bở hơi tái khi theo kèm. Thế nhưng, họ vẫn đang bất lực nhìn số 10 với quả bóng trong chân liên tục kiến tạo cho đồng đội. Lần lượt từ Fulkrug, Wirtz rồi Pavlovic, Musiala đã hoàn thành cú hat-trick kiến tạo chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu. Không những vậy, để kết thúc một ngày hoàn hảo, anh còn đút túi thêm bàn thắng ở phút 57. Đó là pha xử lý cực kỳ ấn tượng của tiền đạo này. Khi anh có pha bứt tốc rồi bình tĩnh đánh bại hai cầu thủ Hungary trong vòng cấm, trước khi dứt điểm nhẹ nhàng Hagung Peter Gulasi. Theo hãng tin beIN Sport, trận đấu này cũng giúp ngôi sao tiền Đức lập kỷ lục khi trở thành người trẻ nhất góp dấu giày vào 4 bàn thắng trong một trận đấu tại UEFA Nations League. Màn trình diễn điểm 10 này của Musiala cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ đồng đội, huấn luyện viên cũng như các chuyên gia bóng đá trên thế giới. Sau trận, Julian Nagelsmann đã có những chia sẻ thú vị về cậu học trò trên ống kính truyền hình. Khi các học trò của tôi giữ được phong độ, đối thủ sẽ không thể chơi bóng. Jamal đã có một kỳ Euro cực kỳ bùng nổ, nhưng màn trình diễn hôm nay vượt xa tưởng tượng của mọi người. Góp công vào 4 bàn thắng, tôi tự hào khi có Jamal trong đội hình. Trong khi đó, Kỳ Minh cũng không quên dành lời có cánh cho người đàn em cùng câu lạc bộ với mình. Anh nói: "Hôm nay, Musiala đã chứng tỏ được năng lực bản thân của cậu ấy. Tôi không biết tiêu chí chọn của bóng vàng là gì, nhưng cứ chơi như thế này, chẳng mấy chốc Musiala sẽ lọt vào top những ứng viên cho danh hiệu cao quý này mà thôi." Đồng quan điểm, chuyên gia thể thao Mark Eber nói: "Musiala không có mặt trong top 30 của bóng vàng năm nay là điều tiếc nuối. Thế nhưng, không có nghĩa cậu ấy là người chơi không tốt so với những người được chọn. Năm ngoái cậu ấy góp mặt trong giải trophy cùng Bellingham. Tôi nghĩ Musiala sẽ nhanh chóng bước vào danh sách đề cử của bóng vàng trong những năm tới." Có thể nói, tất cả mọi người đều đang đặt niềm tin lớn vào tương lai phía trước của Musiala khi chứng kiến màn trình diễn ngày càng nổi bật của anh trong áo đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ. Không kỳ vọng sao được, bởi lâu rồi cỗ xe tăng Đức cũng như Bayern Munich mới sở hữu một viên ngọc quý trên đà phát triển chóng mặt và trở thành đối trọng với những tên tuổi như Bellingham, Mbappe hay Erling Haaland. Có thể nhiều người cho rằng Musiala sẽ không phải là người có thể ở cùng đẳng cấp với lứa cầu thủ cuối 9x đầu 2000 kể trên, mà phải là các sao mai như là Jamal hay Endrick. Tuy nhiên, điều này không hề đúng vào lúc này. Cả Jamal và Endrick đang không có các điều kiện phát triển đủ tốt như Musiala. Barcelona như chúng ta đều đã biết đang gặp vấn đề về kinh tế. Cầu thủ họ không thể mua bất kỳ lúc này, cũng buộc những ngôi sao trẻ phải cay ải nhiều hơn. Khi đó những bóng ma chân thường như Pedri, Gavi hay Ansu Fati hoàn toàn có thể đe dọa đến tương lai của Jamal. Dù màn trình diễn có hay đến đâu, nhưng chỉ vô tình dính một chấn thương cũng có thể ảnh hưởng đến lộ trình phát triển. Trong khi đó, Endrick lại phải cạnh tranh với dàn sao Galacticos hùng hậu như Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rory hay thậm chí là cả Arda Güler. Đó chẳng phải là điều dễ dàng gì với một cầu thủ chân ướt chân ráo đến lục địa già ở độ tuổi chập chững đôi mươi. Tiền đạo người Brazil không thể nào mong mình sẽ được ra sân mỗi tuần khi trong tay huấn luyện viên Carlo Ancelotti có hàng tá siêu sao ở trình độ thế giới. Khi ấy, cảm giác chơi bóng cũng như việc tìm ra lộ trình phát triển sẽ không dễ dàng chút nào. Bởi như chúng ta đều biết, Real Madrid là một môi trường phải tự cố gắng, nếu không bạn sẽ bị đào thải nhanh chóng. Còn với Jamal Musiala, ngôi sao 21 tuổi có một lộ trình phát triển kể từ khi được debut đến bây giờ là hoàn toàn suôn sẻ. Anh được ra mắt thế giới năm 2017, cũng như Jamal. Tiền đạo Bayern Munich cũng may mắn được sở hữu những danh hiệu đầu tiên cấp câu lạc bộ như Bundesliga hay Siêu cúp Đức. Ngoài ra, anh cũng được Liên đoàn bóng đá Đức coi là một cầu thủ của đội tuyển trong tương lai, hạt nhân trong việc xây dựng một lứa thể điểm mạnh sắp mới sau thời Neuer hay Kroos. Và không phụ sự kỳ vọng của tất cả, sau những bài học Euro 2020, World Cup 2022 thì đến Euro 2024, Musiala đã thực sự lột xác trở thành một phiên bản khác, phiên bản mà nhiều người hay nói là cõng cả đội tuyển trên vai. Chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ tinh thần lớn của người hâm mộ, cỗ xe tăng Đức đã có một giai đoạn vòng bảng bất bại
mà chỉ chịu thua trước một Tây Ban Nha quá kiên cường. Nhưng ở đó, Jamal Musiala vẫn để lại dấu ấn sâu sắc với việc trở thành vua phá lưới giải đấu. Anh trở thành hạt nhân trên hàng công của cỗ xe tăng bên cạnh Florian Wirtz. Họ được coi là đôi cánh thiên thần gánh vác trọng trách ghi bàn khi mà Havertz không có được cho mình phong độ tốt. Ở tuổi 21, cầu thủ của Bayern Munich đã chứng tỏ được năng lực chơi bóng kiệt xuất của mình. Khả năng di chuyển thông minh, kỹ năng điều luyện, cùng việc có nhãn quan chiến thuật và sự bình tĩnh trong không gian hẹp, các đối thủ gần như bất lực mỗi khi phải theo kèm với số 10, bởi để lấy được bóng trong chân của anh là chẳng dễ dàng chút nào. Bên cạnh đó, sự vươn lên của Musiala còn đến từ khả năng dứt điểm sắc bén của anh. Nếu như trước đây cầu thủ 21 tuổi có mọi thứ trừ dứt điểm, thì bây giờ kỹ năng quan trọng ấy đã được hoàn thiện. Khả năng ra quyết định cùng những cú đá hóc hiểm đang trở thành thương hiệu của cầu thủ sinh năm 2003 này. Để hiểu số 10 trưởng thành ra sao, thì hãy nhìn câu trả lời này của anh khi được phóng viên hỏi về việc chơi ở đội tuyển Đức có áp lực hay không. Bạn chỉ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên và điều gì đến sẽ đến. Nhưng lời ấy cho thấy sự trưởng thành và một phẩm chất của cầu thủ lớn bên trong Musiala, người sẵn sàng đương đầu với thử thách. 21 tuổi, số 10 của Demon Sharp đang ngày càng khẳng định được mình là một ngôi sao lớn của thế hệ kế cận Messi, Ronaldo. Nhiều người cho rằng thật khó để anh ngồi chung mầm với Bellingham, Mbappe hay Haaland. Thế nhưng với tiềm năng phát triển lớn, cùng lộ trình đã được vạch rõ từ những người dìu dắt, thật khó để những cổ động viên của Bayern Munich hay đội tuyển Đức ngừng mơ mộng về việc ngôi sao trẻ của họ có thể góp mặt trong danh sách đề cử của bóng vàng. Nếu như Bellingham có tố chất của ngôi sao, thì Musiala cũng sở hữu điều đó. Haaland hay Mbappe có kỹ năng dứt điểm, thì Musiala cũng đang cải thiện hàng ngày. Jamal có yếu tố kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng, Musiala đâu thiếu, thậm chí còn được đánh giá cao hơn rất nhiều người đàn em. Vậy tại sao chúng ta lại có thể loại ngôi sao sinh năm 2003 cho hạng mục của bóng vàng trong tương lai được? Việc Musiala vắng mặt tại cúp bóng vàng 2024 cũng khiến cho chính sếp lớn tại Bayern Munich phải đặt dấu hỏi. Xin chúc mừng những cầu thủ có mặt trong danh sách này, nhưng tôi không thể lý giải nổi vì sao không có tên Musiala, một người đã chơi xuất sắc tại Euro 2024 vừa qua và cũng giúp chúng tôi lọt đến bán kết Champions League. Thế nhưng, với con đường phát triển còn dài, Musiala vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai phía trước cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Chỉ cần luôn cố gắng mỗi ngày, không ngừng tiến về phía trước, cũng như giữ được đôi chân trên mặt đất, thì việc lọt vào cuộc đua cho danh hiệu Ballon d'Or là điều hoàn toàn khả thi với ngôi sao của cỗ xe tăng Đức.